Cái giải Tiền Phong Marathon theo mình đánh giá thì thực ra nói là một giải rất lớn của toàn quốc và nó phổ cập và phổ biến cả đến thế giới quốc gia. Mà cái giải này thì đã tên tuổi từ lâu rồi. Từ cái thời mình còn đang ở bộ đội, thời mình còn đang nhỏ mà mình đã nghe thấy Tiền Phong Marathon rồi. Nhưng mình lúc đấy thì mình cũng chưa hiểu như thế nào. Nhưng đến giờ phút này thì mình hiểu rằng Tiền Phong Marathon là một cái giải rất lớn và một cái tổ chức rất quy mô và có bài bản khoa học. Đấy. Và cái quan trọng nhất đối với các vận động viên chạy là người ta cảm thấy rằng là rất là hấp dẫn và rất là thu hút. Người hưu chú mới chạy, mới tiếp cận được cái giải này. Giải đầu tiên của chú là năm 2000 hay gì đó ở trên Gia Lai, cái năm Covid ấy. À, chú chạy cái giải đấy, chú thấy cung đường của Tiền Phong Marathon chọn rất tuyệt vời. Lên dốc, xuống dốc, rồi dùng núi, rồi các kiểu phê. Chạy mệt nhưng mà phê. Rồi sau nữa thì được giải Tiền Phong Marathon mời chú tham gia giải Lai Châu. Chú thấy chạy cung đường Lai Châu nó cũng là cực kỳ luôn. Đường lối nhấp nhô rồi đồng bào ra các thứ. Với cái chú bộ đội đi dọc đường này nhìn thấy khí thế hào hùng lắm. Chú ấn tượng nhất là những cái giải của Tiền Phong Marathon là cái tiết mục chào cờ hoành tráng, lúc đó người nó dạo dực nưng cung đường chạy tuyệt vời. Năm nay chú sẽ cố gắng, không có giải lớn tuổi 60 nhưng mà không hy vọng lắm. Nhiều cụ thì 60, 61, 62, 63, 64, 65 thì chú 66 rồi thì cũng không có cơ hội đứng bục, nhưng mà chú sẽ cố gắng phấn đấu là xếp nửa trên bảng xếp hạng kể cả tổng sắp và lứa tuổi. Nhà mình ở gần đây nên là mình cũng thường xuyên ra đây để tập luyện. Team của mình gọi là hồ lộn team, thì mọi người tham gia vào cái giải Phú Yên rất là đông. Mà bạn tôi các thứ đã đăng ký hết rồi đấy, còn tôi là chắc chắn nó sẽ đăng ký thôi. Thì đang phải hỏi ý kiến là cái vợ tôi về đợt tháng 3 này nó là hơi bận, thế là nhưng mà tôi đang thuyết phục. Nhưng thuyết phục xong là tôi mua bít luôn, tôi đi luôn. Tôi rất là thích Tiền Phong, cái giải Tiền Phong là nói chung là rất lớn, rất uy tín. Đấy. Tôi thấy là có một cái báo Tiền Phong có một cái sự phát triển lớn và cho các vận động viên phong trào tham gia như thế thì càng thêm có để các vận động viên phong trào tập với thi đấu với các vận động viên chuyên nghiệp thì nó mới có động lực để nâng cao thành tích. Và có những lúc vận động viên tuyển chưa chắc đã thắng được phong trào đâu, cho nên là sẽ thúc đẩy lên cái sự phát triển mạnh hơn nữa. Và có nhiều vận động viên đóng góp cho đội tuyển quốc gia thi đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc.